Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Trời mát. Mình đang ngủ thì anh em ở đây ở đâu xa lắm xa. Ở đây như là giáp bên cửa khẩu, thì cái hướng Long An ấy anh em. Thì đang ngủ thì anh em anh gọi đổ cái cọc 5 triệu, kêu ship chiếc xe chia bạc đen về tận nơi. Mình lấy tiền ship cho anh em như có 1 triệu à. Đi 100 cây nha anh em. Trăm mấy cây để làm mùa dịch hỗ trợ cho anh em. Rồi anh em nào ở xa cứ dịch anh em lên xem xe không được thì nổ cọc cứ ship tận nơi nha anh em. Đó, nổ cọc giống anh này. Xì bo xa chia da dét bên mình lúc nào cũng có sẵn cho anh em ghé lựa. Còn mình vẫn nhận làm xe theo yêu cầu nha. Làm xe theo yêu cầu anh em phải đặt cọc mình làm cho anh em. Muốn làm kiểu gì mình làm kiểu đó. Anh em nào không tin tưởng cọc thì cứ lên thành phố mua trực tiếp nha anh em, xe lúc nào cũng có sẵn. Rồi tạm thời mình ngắt video đây nha. Rồi mình tới nơi rồi mình sẽ quay phim tiếp cho anh em xem cái cuộc lúc mình giao xe nha. Rồi chào anh em. Nhớ về trong nhất yên nha. Rồi ok. Rồi anh em nào mua xe có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha anh em, 0977896908. Mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh, anh em nổ cọc đi ship tận nơi. Rồi, đây là giáp cửa khẩu luôn nha anh em. Hình như cái ranh giới nằm bên kia kìa. Chiếc xe này hồi nãy là nó thấy Hiếu chạy ngang cái đồ nó né vô cái bây giờ lủng luôn. Nó chơi nha anh em. Rồi anh em nào mua xe có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Chào anh em nha. Này giáp cửa khẩu, đây sẽ ranh giới Campuchia như nằm đó. Cách nhau như có mấy trăm mét thôi. Mùa dịch anh em ở xa mua xe thiếu ship tận nhà cho anh em hỗ trợ hết mình. Rồi chào anh em.